sáng ngày lầm lỗi mình tôi, người ta đã quên tôi rồi. Tất cả những chuyện mày làm những trời đất sẽ không dung. Ông trời dám làm với thằng hai thức này. Gieo sầu thương cho kiếp đời cùi, kiếp này chẳng biết to cùng ai. Buồn thương nhớ mong đêm dài, biết rằng mình đã đổi thay, nhưng lòng tôi vẫn chẳng hề phai. Khi nào chưa tìm được hung thủ Đinh Minh Quang cho cha, cô sẽ không bao giờ bỏ qua. Tiếng đàn thở than xe cống ô liu, ai quán hờn gì ai, tiếng nghe thở dài khiến đàn tôi đứng dậy. Tiếng có nhịp sông lang khiến ai loan nhịp cho đời buồn thương, buồn thương cho kiếp trong. Mọi nơi vui tiếng có nhịp sóng lan khiến ai loan nhịp cho đời buồn thương, buồn thương cho kiếp chung. Sống hả con? Trời ơi, chú cứ nói gỡ hoài à. Ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy. Chú làm sao á? Cứ lần nào á hả mà chú lên đây á là chú cứ nằm mơ thấy ác mộng rồi la hét sùm hoài à. Ú ao á. Ba con không thích chú làm vậy á. Mà chú ba, chú nằm mơ, chú ám ảnh chuyện gì vậy? Chú nói con nghe đi. Con hứa là con không nói cho ba con nghe đâu. Chuyện cũng đã lâu rồi, lâu lâu nó sẹt về giống như điện sẹt hả con? Mà không có chuyện gì đâu. Sẹt cái gì mà sẹt hoài vậy? Chú kể con nghe đi, không là con giận chú đó. Ừ, thì chuyện đó... Là chuyện gì chú ba? Nói đi, nói nhanh lên. Thì là chuyện... Tư à, đã dặn rồi, không để người lạ vào nha. Tiện khách. Nhưng mà chú ba có phải là người lạ đâu, chú ba là người nhà mà. Nó không phải là người nhà. Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi, khi nào tao cho phép thì mày mới lên. Tại sao mày cứ tự tiện lên hoài vậy hả? Thôi để chú về, khi nào ba con hết giận á, chú lên thăm con, chú mua sầu riêng măng cục cho con nghe. Ủa Hân, chuyện gì vậy con? Má, má nói ba giúp chú ba đi, để chú ba được ở lại đây. Chú ba đuổi chú ba hoài kìa. Sao vậy anh? Tại chú ba á, chú ba lại nằm mơ thấy ác mộng rồi ám ảnh cái chuyện gì mấy chục năm trước á, là ba bực mình. Ủa chú ba, chú ba bị ám ảnh chuyện gì vậy? Thì chuyện về cái chết của thằng bạn nhậu em đó. Năm xưa nó bị đập đầu á chị. Chú bà nói cái gì? Ý chú nói là chuyện của anh ba Thành đúng không? Đúng rồi đó chị. Nó cứ ám ảnh em hoài à. Sao? Nè, cầm lấy tiền, biến khỏi đây. Khi nào tôi cho phép mới lên đây nghe chưa? Từ từ đó ba. Chú ba, hay là bây giờ sẵn tiện ở đây á, chú bị cái gì chú cứ nói hoạch tẹt ra từ đầu tới cuối đi. Biết đâu á chú nói như vậy chú giải tỏa được lòng mình, chú không ám ảnh nữa. Hân à, để cho chú con về. Đi lẹ mày. Đi. Còn con nữa, đứng đây làm gì? Đi vô nhà. Dạ.
Thưa ba, thưa má. Anh, chú ba dù sao cũng là người trong nhà mình. Anh làm như vậy có quá đáng với chú ba không? Mình à, anh lo là lo cho mình thôi. Anh sợ mình suy nghĩ nhiều quá sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Sao nghe mùi thơm, chạy xe về lẹ lẹ liền. Thôi đi ông, tôi chứ không phải là mấy cô gái độc giả xinh đẹp của ông đâu mà ông nói mấy lời ngon ngọt vậy. Bác Hai vẫn chưa trả lời con á. Trả lời cái gì nữa? Thì đến giờ tại sao bác Hai vẫn chưa lấy vợ? Ở như vậy do đàn bà con gái thèm chơi được không? Bác Hai giỡn hoài. Có phải bác Hai thương con đúng không? Tại thấy con một cô cha má, cho nên bác Hai gom hết tình cảm thế gian trao cho con đúng không? Nói mấy cái lời vậy á là bác Hai cảm động đó. Nhưng mà nói tới đây lui bác Hai vẫn chưa trả lời con nha. Làm cái gì mà nôn nóng quá vậy hả? Con đó là cũng hơn 30 tuổi đầu rồi chứ không phải còn nhỏ gì đâu nghe. Thì bác Hai nói con á hơn 30 tuổi đầu rồi, chính như vậy con mới cần biết sự thật chứ bác Hai. Sự thật là những gì mà bác Hai đã kể cho con nghe từ đó tới giờ. Từ lúc cha con mất, má con bỏ đi, bác Hai đâu có biết lý do tại sao. Thôi cơm đi. Còn cái chuyện mà bác Hai lấy vợ á, con đừng có lo. 80 tuổi bác Hai vẫn lấy vợ được mà. Mạnh dữ. Bác Hai, bộ từ đó tới giờ không có người thương bác Hai hả? Có sao không. Nhiều nữa là đằng khác. Thậm chí là người ta còn xếp hàng cả cây số trước nhà bác Hai nữa kìa. Không phải, ý con nói á là người bác Hai thương chứ. Người bác Hai thương. Kể nghe đi bác Hai. Mất cỡ đúng không? Nè, con biết rồi. Bác không nói con biết luôn. Có phải là người bác thương là cái người mà chủ nhân của cái kẹp hình hoa sen mà bác Hai giữ trong mình đúng không? Thôi đi, kể mấy cái chuyện đó ra làm gì. Mất cỡ lắm. Rồi mất công á, ông thấy hay rồi ông viết thành tiểu thuyết, rồi ông viết lên á cho mấy cái người mà phụ nữ ngày xưa mà thương bác Hai đó, họ đọc được rồi khóc ròng nữa. Bác Hai lớn tuổi rồi mất cỡ gì, bác Hai cứ kể đi. Nếu con thấy hay nha, con viết tiểu thuyết luôn, lâm ly bi đát. Không có nói nữa. Đi vô trong lấy giùm bác Hai cái gì đựng xương coi. Mình đừng ở đây được mà, lấy được nghe. Đi đi, nhanh lên, đi đi. Chưa kịp ăn luôn á, nãy bác Hai không chịu lấy luôn. Trời ơi, đang chuẩn bị ăn rồi. Vậy mà bây giờ mình lại nuôi con của người mình thương. Đây hái sen hả? Dạ. Anh Hai ra đây hóng mát hả? Không phải. Tôi biết là Hải thích ăn bánh tét cho nên là tôi dậy sớm tôi có làm mấy cái đồ bánh tét. Dạ thôi, Hải cảm ơn anh Hai nha. Hải ăn cơm no rồi, Hải không nhận đâu. Cô Hải nhận cho tôi vui mà. Nó no ấy, nhưng mà em đói nè. Để em ăn cho, hỏi đem về chi mất công. Thôi cô Hải ở đây nghe, tôi xin phép tôi về nghe. Hai. Gì? Ê, đem bánh tét tặng người thương đúng không? Từ người ta lấy chưa? Ai nói với chú là tôi làm bánh tét tặng cho người thương? Trời ơi, đâu cần ai nói đâu. Em biết, em đi guốc trong bụng anh Hai
Ơi, không tặng người thương chứ đâu ai rảnh đâu mà thức đêm thức khuya gói có hai đòn bánh tét à. Mà em đói bụng, em lục mà không ra thì không tặng người thương chứ tặng cho ai, đúng không? Chú hay quá, chú làm như cái gì chú cũng biết vậy đó. Trời, có hai anh em là em biết hết chứ sao không biết. Ai à? Thôi mà đừng có hỏi mà mệt quá. Ai? Tỏ tình được chưa vậy? Thôi đi, cứ nói mấy cái chuyện này làm cái gì vậy? Trời ơi, em nôn quá. Ai vậy? Có nói chưa? Anh chưa có nói với người ta. Chưa có nói hả? Chưa. Trời ơi, đụng tới tình cảm cái ổng kìa. Bình thường anh hai của tôi á, mau mắn gọn lẹ, hôm nay sao ta? Trời ơi, không giống em xíu nào luôn anh hai. Em thương ai là em nói thẳng à, muốn cái gì em cũng cho hết luôn á. Chú khác, anh khác. Khác cái gì? Anh ngại lắm. Anh vậy cứ ngại hoài à. Thôi, thôi, đi rửa tay đi. Em nấu cơm rồi, để em dọn cơm, hai anh em mình ăn. Trời, chú cha này giỏi dữ à. Ăn xong nhớ nói cho em nha. Thôi, mệt quá, không có nói mấy chuyện này nữa. Anh hai. Lên, lên, ba lên, ba lên. Anh kêu em à? Tao kêu mày đó. Sao tao kêu hoài mày không nghe vậy? Anh kêu em hồi nào? Lên, lên, lên. Em tên Ba Hạp chứ ba lần gì? Mày là ba lần, không phải là ba hạp. Em tên Ba Hạp chứ em ba lần. Khổ ghê. Ba lành á là cái tên trên giấy tờ, còn ba hạp á chỉ là cái tên gọi ở nhà thôi. Chính cái ngày đó mà mày nhắc tao, từ đây gọi em là ba lành, đừng gọi là ba hạp nữa. Sao bây giờ mày quên? À, em nhớ rồi. Lúc này em hay nhớ quên quên á. Người em không được ổn định. Em nhớ rồi, em tên Ba Hạp. Nữa, mày là ba lành, không phải ba hạp, nghe chưa? Em tên Ba Lành, em tên Ba Lành, dạ. Ừ, mà mày quay trở lại đây làm gì vậy? Dạ, em vô em lấy cái giỏ, em quên. Thôi giờ em về. Khoan. Dạ. Tao nhắc lại lần cuối cho mày nhớ nha, ở trong nhà này không được nằm mơ. Cái thứ hai nữa quan trọng nè, không được nhắc chuyện cũ trước mặt chị hai mày, rõ chưa? Hôm nay ơi, không nhắc tới chuyện cũ thì được, còn nằm mơ thì nó đến mình đón nhận thôi, chứ sao cản được anh hai. Ờ thì nói chung là mày đừng có bén mảng tới đây là được rồi. Anh nói vậy rồi em nhớ thằng em chịu sao nổi. Mà anh hai cũng nghĩ đi, em có ở đây thì em cũng ra ngoài giường em ngủ, em có mơ thì em cũng mơ ngoài giường. Chị hai tụng kinh ở trong nhà sao chị hai biết? Thì đành rằng chị hai mày ở trong nhà không biết. Nhưng mà hồi nãy nè, mày mém kể cho con Hân nghe rồi, thì trước sau gì con Hân nó cũng kể lại cho chị hai mày nghe, cũng như không à. Dạ 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 dạ. Mà tao nói cho mày biết, cái chuyện này mà kể ra mày là người thiệt hại hơn ngày hết. Dạ 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 em biết rồi. Vậy thôi em có gặp giấc mơ gì em không kể cho ai nghe hết trơn á. Thôi giờ em về nghe anh hai. Biết vậy thì tốt. Biến đi mày. Dạ. Mệt cái thằng khờ này ghê vậy. Muốn giúp nó, nó nghĩ xấu gì mình không? Không biết bây giờ thím ấy đang ở đâu nữa. Chậm ơi, hiện giờ con đang ở đâu? Mình ơi! Hải à, Hải à, nguy hiểm lắm Hải. Hải, Chậm, Chậm, thả con tôi ra, thả con tôi ra, thả ra, thả ra, thả chồng con tôi ra, thả con tôi ra, thả con tôi ra, trả con tôi đây, trả con tôi đây. Hải, 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 Chậm ơi, trả con tôi đây. Hải, nghe lời anh đi, mày chạy trốn đi Hải. Chậm ơi, Chậm. Hải, suốt 30 năm qua
Má không bao giờ ngưng tìm con. Nhưng hiện giờ con đang ở đâu hả Chậm? Con đang ở đâu? Mình à, chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi, đừng có đau buồn nữa. Bằng mọi giá anh sẽ cho người đi tìm thằng Chổng về cho mình. Cho dù phải tìm cả đời, nhất định anh cũng phải tìm cho ra. Chầm chầm vậy, nhìn bác á là bác đẹp trai quá mà. Nói cái gì vậy, rõ ràng là đang nhìn con kìa, chắc là độc giả ái mộ đó. Tiểu thuyết có viết anh đừng hòng trốn khỏi tay em. Trong tiểu thuyết còn viết là chỉ cần anh lướt ngang qua em thôi, bằng thần giao cách cảm của mình, em sẽ tìm ra anh ở mọi lúc mọi nơi trên thế giới này. Cô bị gì vậy? Hồi nãy trong nhà cô rình rình mò mò, bây giờ ra đây đứng chặn xe tôi, nói mấy câu lảm nhảm như vậy? Nhà văn nào viết mấy câu đó hả? Ủa, cuốn này là của tôi mà. Tác giả Duy Long. Cô đọc đi, tôi viết chỗ nào, đoạn nào hả? Đoạn cuối đó, giấy trắng còn một khúc, em thêm vô cho nó hấp dẫn. Vì cô thêm những cái án văn án thơ gì của cô đó vô mà sự nghiệp của tôi tan nát đó, cô biết không? Anh nói quá à. Cô có bị tẻn tẻn không hả? Không, em không có bị tẻn tẻn. Với lại hồi nãy em cũng không phải rình mò nhà anh nữa. Em là độc giả hâm mộ của anh, em tới công khai để tìm anh mà. Anh Duy Long, cho em xin chữ ký. Thì ra cô độc giả hả? Ừ. Nhưng hôm nay tôi bận lắm, để lúc khác nha. Vậy nha. Em nè, anh nhà văn. Trời đất ơi, làm gì né mình như né tà vậy? Mình chỉ là độc giả hâm mộ thôi mà. Cho chúng tôi gặp nhà văn Duy Long đi. Cho chúng tôi gặp nhà văn. Sáng nào cũng đi làm, sáng nào cũng đến đây. Đúng rồi đó. Đúng rồi, cho tụi tôi gặp đi. Duy Long chưa có đến. Cho tụi tôi vô gặp đi. Cho tụi tôi vô đi. Trời ơi. Nhà văn Duy Long. Anh Long. Anh Duy Long. Anh Duy Long. Anh Duy Long. Cũng thoát được rồi. Xin chào nhà văn, tụi mình lại gặp nhau nữa rồi nè. Trùng hợp ghê. Sao cô cứ ám tôi hoài vậy? Gì? Nè, hồi nãy tôi đã nói với anh rồi mà, tôi với anh nó có thần giao cách cảm với nhau. Tôi biết hết đó.
anh trốn người hâm mộ đường này, xong rồi anh chạy qua đường này là xong á hả? Anh tưởng á hả, qua mắt được người khác, nhưng mà không có qua mắt được tôi đâu đó nha. Vậy bây giờ cô nói đi, rốt cuộc cô muốn gì? Tôi nói rồi, đơn giản lắm, ký cho tôi nha. Tôi chỉ ký khi nào tôi tự nguyện thôi, ép tôi ký thì thiện sao? Thì vậy nè, cảm ơn. Nè anh nhà văn, trời đất ơi, đồ thấy ghét. Được rồi, tôi sẽ ám anh tới cùng luôn, để coi ai hơn ai. Xin ông ba, dạ, xin ông ba phù hộ cho con thắng trưng bày ngày mai. Con mà thua là coi như con tán gia bại sản với ông ba. Dạ, xin ông ba phù hộ. Con tới bước đường cùng rồi, cho nên con mới tới cầu cạnh ông. Ông ba phù hộ cho con nha ông ba. Dạ, tại sao này con không muốn là ăn trộm với ông ba đâu. Dạ, con xin lỗi ông. Dạ, con không muốn kêu ông là ăn trộm đâu. Dạ, cái này người ta kêu con nghe sao con nói vậy thôi, chứ con không có ý gì đâu ba. Dạ, xin ba tha lỗi với con. Dạ, con xin lỗi. Xin tiền nè, rồi xin làm ăn nữa. Trời ơi, mà có nhiều người hả, lại đây hả, đào cái miếu này nè. Mà miếu này đâu có gì tối đâu mà đào. Nhưng dù là ai đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải cứu chứ, chẳng lẽ để cho anh ta nằm đi chết sao? Trời ơi, tôi nói cô nghe nha, cái miếu này nó linh dữ lắm đó. Người ta đồn hả, hàng ba thành đó, nó hiện hồn về nè. Cô đừng có nói lại bậy bạ nha, coi chừng nó quở chết đó. Thôi tôi cũng sợ quá, tôi đi nè. Nè cô chuyện xàm xí như vậy cũng tin được nữa hả? Thế má con mới về? Ừ à. Cái thằng bên miếu ông ba nó chết chưa vậy con? Má kỳ quá à. Chuyện sống chết của người ta mà má nói thản nhiên dễ sợ. Ôi con ơi, còn lạ cái gì nữa. Hãy cách vài ngày là có mấy thằng đâm đầu vô trong miếu xin số. Đâu có xin được gì đâu. Đứa thì xùi bọt mép, đứa thì lăn đùng đạch ra chết. À, con á, nếu như lần sau con về đây á, con để cái bảng trước cổng nhà mình đi,
rồi nhấn mạnh cái câu vậy nè: tôi là bác sĩ Sài Gòn chứ không phải là bác sĩ miệt vườn. Tôi về đây tôi thăm má tôi chứ không phải làm bác sĩ từ thiện, nên đừng có réo tôi nữa. Thì người ta có chuyện người ta mới nhờ mình chứ má. Phải chi mà con giúp đỡ hàng xóm mà không có nói. Đằng này á, mấy cái thằng đó là mấy cái thằng cô hồn, ban ngày không có lo mần ăn gì hết trơn á, ban đêm á thì đi làm tầm bậy tầm bạ vậy á, mà con lo về cái chuyện sống chết cho tụi nó nữa. Bánh tày này ngon quá, công nhận nha, ngon hơn bánh Việt mình đó. Nếu má thích, lần sau con về con mua nhiều hơn cho má nha. Ừ. Mà má nè. Hả? Cái miếu ông ba chắc có từ lâu rồi hả má? Con thấy nó cũ lắm, mà không thấy ai sơn sửa lại hết trơn á. Sợ gì mà người ta không sơn sửa lại á, là vì người ta không dám đụng vô con ơi. Ai mà đụng vô á là người đó học máu đó. Cái miếu đó linh lắm. Mà ông ba là ai hả má? Chắc cỡ tuổi ông nội ông ngoại con hả má? Ôi, cái thằng đó nó có lớn gì đâu con. Nó tầm tuổi má, hình như lớn hơn vài tuổi á. Ông ba mà má nói thằng này thằng kia. Không lẽ má kêu nó bằng ông nội? Cái thằng đó là cái thằng ăn trộm đó. Chắc có lẽ là nó bị quan tình cái gì đó, nên vong hồn của nó đó chưa có siêu thoát, vẫn còn lãng vãng dữ lắm. Vậy má kể cho con nghe nha. Thôi con ơi, nghe chị ba cái chuyện đó, quên đi cho nó nhẹ lòng. Mà con cũng không tin cái chuyện ma quỷ đâu. Con gái của má là bác sĩ mà, con có ăn có học đàng hoàng, cho nên con chỉ tin vào mấy cái chuyện khoa học thôi, phải không con? Nhưng mà ở dưới quê mình á, có thờ có thiên, có kiêng có lành đó con. Má ngộ quá à. Con hỏi má thì má không chịu kể, xong rồi con nói là con không có tin ma quỷ, cũng không vừa lòng má, không biết sao chịu được má luôn á. Tôi kể má muốn nói gì má nói đi ha. Vậy thôi con xin phép xuống nhà nấu cơm nha má. Ừ, đi nấu cơm đi con. Dạ. Kể làm gì cho sắp nhỏ nghe ba cái chuyện này chứ. 30 năm trôi qua rồi mà chỉ nghĩ tới thôi là thấy ớn lạnh rồi. Nhỏ này. Ê! Gì? Dở đó mày, nghe được rồi. Ê! Nè, đứng lại. Cái gì? Anh đang có chuyện gấp phải đi nha, không có giỡn rồi nha. Ê, khoan. Cái gì nữa? Chuyện gấp gì? Anh mà cũng có chuyện gấp để đi nữa hả? Ừ. À, em biết rồi. Chuyện gấp của anh là đi cua gái. Đi cua gái đúng không? Cái chị gì nè, chị bác sĩ gì đó, mà cua hoài cũng không được. Uổng công mang tiếng là đại thiếu gia giàu nhất cái Sài Gòn này, mà có một cô gái cua hoài không được. Nhục. Cua một lần mà dính á, thì nói làm gì? Không cua mà cũng đổ như ai kia, chạy theo tên nhà văn nào đó, mất kích cỡ thế diện. Anh mày thích khó được không? Càng khó anh mày càng thích cua, được chưa? Anh mà dám nói như vậy hả? Em mét ba đó. Gì? Mét gì? Làm gì mét? Mắt mét ba. Mét gì? Tưởng làm gì? Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn lông bông vậy hả? Lông bông. Ba nói ai lông bông ba? Ba nói nhỏ này lông bông phải không ba? Nói anh thì có. Cái gì nói anh? Anh làm gì lông bông? Hai chữ lông bông là dành cho em á. Anh đang làm ở công ty mà lông bông cái gì? Trời ơi. Ba nói con đó. Con là trai trưởng, anh trai lớn ở trong nhà, là anh trai của em mà không biết làm gương, suốt ngày tị nạnh với em từng câu từng chữ, nhỏ không ra nhỏ, lớn không ra lớn. Giờ sao? Con là con trai trưởng trong một gia đình gia giáo, giữ một chức vụ lớn trong một công ty hàng đầu ở Sài Gòn, vậy mà suốt ngày chạy theo cô này cô nọ, chỉ vì một người phụ nữ mà có thể đánh mất nhân cách của mình, thì làm sao có thể quản lý được công ty, làm sao có thể gánh vác được giang sơn hả con? Gánh vác, mang tiếng là con trai của giám đốc, mà hãy đụng tới cái gì cũng không được hết trơn. Chính vì cái tính tình của con như vậy,
cho nên ba mới không dám giao gì quan trọng cho con đó, con hiểu không? Còn con nữa, dạ, sắp xếp công việc ở trường cho nhanh đi, rồi về phụ việc công ty cho ba, rõ chưa? Ba, chuyện gì khó thì có anh hai với ba lo rồi, con còn có việc bận. Ba đã sắp xếp cho con một chỗ ở trong công ty rồi, không có được cãi. Thưa ba con đi, thưa má con đi. Thưa ba con đi, thưa má con đi. Nè, anh đi làm nha mình. Dạ. Trời ơi, đẹp quá. Không ngờ Duy Long lại có một nữ độc giả xinh đẹp như tiên giáng trần ái mộ. Trời ơi, đẹp không? Đẹp quá trời đẹp. Mà tôi nói nha, độc giả nữ ở đất Xài Thành này á, hâm mộ Duy Long á, không phải là chuyện lạ. Mà đẹp cỡ này á, lần đầu tiên tôi thấy á. Tôi thấy tôi còn mê mà. Em không có cửa đâu, khỏi nhìn. Gì trời? Xem đủ chưa? Làm cái gì lục lọi đồ đạc của tôi vậy? Đùa, tụi em đùa chút cho vui vậy mà. Đâu có gì đâu, tại vì ông biết sao không? Tại vì nhiều người đồn là nhà văn, rồi nhà báo Duy Long có nhiều độc giả nữ xinh đẹp ái mộ ông, cho nên tụi tôi muốn tìm hiểu người đó là ai. Tụi tìm được chưa? Rồi. Đâu? Đó. Đấy hả? Ừ. Ê, cho hỏi một câu, ai à? Ai mà đẹp quá vậy? Người trong ảnh này là má của tôi. Má, má anh đẹp ha, ước gì em cũng đẹp vậy. Ủa, má không hả? Chứ không phải người... Ủa, chú Phú. Gì vậy? Thưa chú Phú. Cái gì tụ tập ông ao vậy? Lo đi làm việc lấy tính đức này nói đi chứ. Dễ tan. Đi đi, dễ tan. Trời, mấy người này nhiều chuyện ghê. Chú Phú, có chuyện này quan trọng lắm. Xí xí cho con nói trước được không? Tới ngày lãnh lương rồi. Hả? Chú sắp xếp cho con lãnh sớm sớm. Hay quá. Lãnh trễ về ngày không có chết đâu. Lại đi. Ủa chú, cái gì? Sao trễ về ngày không sao? Con đi lấy tin về trễ vài ngày, chú chửi con muốn chết luôn. Giờ trả lương trễ vài ngày không chết. Hai chuyện nó khác nhau. Hai chuyện nó không dính líu gì với nhau à? Bây giờ đi chỗ khác liền. Đi 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 đi, giải quyết tin tức này nọ đi. Dạ. Mệt ghê. Chú, gì nữa? Chắc bữa nay con đi lấy tin về con đăng. Thiếu một hai chữ được không chú? Giỡn mặt cái tôi à? Giỡn mặt tôi. Con giỡn, con giỡn. Cao Long, tôi mới nhận được tin một số độc giả của tòa soạn mình á, họ gửi thơ tới, họ nói á, dạo này có cái tình hình á, ở tại cái nhà thương công có một số bác sĩ lôi bệnh nhân về cái phòng mạch riêng để khám. Tôi muốn nhờ cậu Long đi điều tra cái vụ này. Nhưng chú, ngành giáo dục và y tế mình không đụng vô được đâu. Nếu như mình không có bằng chứng rõ ràng, họ kiện mình đó. Thì đó, tôi mới nhờ cậu đi lấy bằng chứng giùm tôi nè. Khó hả? Có cái gì làm khó được cậu Long đâu, đúng không? Vấn đề không phải là khó, mà là bác sĩ hay là giáo sư là những người được xã hội tôn trọng và tin tưởng. Bây giờ mình giả dụ vậy đi, họ có vấn đề thật sự đi, giờ mình đưa họ ra ánh sáng, có phải là mình đánh mất niềm tin với lòng công chúng không? Ừ, sự thật mới là sự thật. À không, bây giờ vậy đi. À, tại sao cậu nghĩ nếu như á mà cái chuyện này nó không đúng như cái lời tố cáo ấy thì mình đang giúp người ta minh oan lại, đúng không? Ý chú là nếu như mình đăng bài minh oan thì sẽ không có ai coi. Đúng vậy. Nhưng mà mình đăng bài tố cáo chắc chắn sẽ được bán được báo. Đúng rồi. Bác
Trúc ơi, bác Trúc à, thiện sĩ tới đây. Trời ơi. Dạ, con chào bác. Con mới xuống hả con? Dạ, con mới xuống. Đây, con có món quà tặng cho bác. Ôi trời ơi, đến chơi thăm bác là được rồi. Quà cáp chi không biết nữa. Phải có quà có cáp chứ. Khoan, bác đứng im. Ủa, bác bị dính gì trên mặt hả con? Ôi, bác ơi. Hả? Sao hôm nay bác trẻ quá à? Trời ơi. Bác đẹp gái quá trời luôn. Ôi trời ơi, già rồi đẹp gái gì nữa con. Con thấy vẫn đẹp mà. Cảm ơn con nha. Dạ. Ai rồi cũng phải già thôi. Bác chỉ sợ. Bác sợ gì? Bác sợ. À, con hiểu rồi, chắc là bác sợ. Bác sợ chết hả? Hả? Ôi bác, đừng có nói gỡ. Mình lớn tuổi rồi, nói vậy xui lắm. Đúng rồi, bác chỉ sợ. Sợ cái mà con vừa nói đó. Rồi bác sẽ không chứng kiến đám cưới của con Quỳnh. Trời ơi, tưởng chuyện gì. Chứ cái chuyện đó thì bác khỏi lo. Bác cứ để cho con lo. Sĩ thì lo được cái gì? Chào em. Anh lo được chứ. Ngày đám cưới của em á, anh sẽ lo một chiếc xe và thêm một dàn xe của bạn anh nữa. Trời ơi, anh sẽ đưa nàng về Vinh. Ôi trời ơi, nhỏ nói chuyện thiệt là có duyên vậy đó. Ai cũng khen con vậy hết. Vô nhà chơi con. Con đi đâu vậy? Vô tiếp anh. Đi đâu vậy? Má, bây giờ con phải về Sài Gòn. Tối nay con có ca trực rồi. Con về Sài Gòn phải không? Hình như là vậy. Quỳnh, đứng lại. Dạ. Anh Sĩ cũng về Sài Gòn nè, về chung với anh Sĩ đi con. Đúng rồi, để anh đưa em về Sài Gòn nha. Đưa đây, đi, đi về Sài Gòn với anh, đi, đi. Má, con đi xe đò được rồi. Xe đò làm sao bằng xe của Sĩ? Đúng rồi đó con, xe đò phức tạp, nóng nực nè. Đi với anh Sĩ á, nó khỏe hơn. Đi đi con, đi. Xin mời tiểu thư. Thưa má con đi. Nghỉ phép nhớ về thăm má nghe. Dạ thưa bác con về. Đi đường cẩn thận nghe em con. Dạ. Nhưng mà mình... Nhưng mà... Quên. Em làm gì vậy? Em đi đâu vậy? Tôi lên Sài Gòn. Thì anh đang chở em lên Sài Gòn đây. Tôi tự nhiên bước xuống xe. Em có biết là anh trốn nhà xuống Long Xuyên này là để rước em lên Sài Gòn không? Tôi không thích đi chung với anh, nên phiền anh tránh qua một bên. Nhưng mà anh xuống đây rước em lên Sài Gòn á là chủ ý của má em đó. Tôi đi với anh một đoạn cũng là ý của má tôi đó. Còn bây giờ tôi có thể tự đi. Chà, tiếng đàn là tiếng lòng tôi. Chà, trời ơi. Cha ơi, cha có giận con không cha? 30 năm rồi, con không về thăm cha. Nỗi lòng chết rồi, đâu có còn hờn giận như quán cách dài đâu con. Có chân kìa, có chân. Tôi chết rồi. Chết rồi, đụng người rồi bà chủ ơi. Xuống coi người ta có sao không. Dạ dạ, để con xuống. Nghe tiếng đàn thở than, cõi lòng miên man kêu tịch tình tan. Ai quán hờn gì ai, tiếng nghe thở dài khiến đàn tôi đứng dậy. Tiếng có nhịp sóng ngang khiến ai lòng miên.